Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Thưa quý vị, sau một năm ở thế phòng thủ kể từ cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023, Ukraine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, lực lượng của Kiev vẫn bị áp đảo về hỏa lực và nhân lực ở hầu hết các mặt trận. Cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6 tháng 8 đã gây bất ngờ cho Nga đồng thời thúc đẩy tinh thần của người dân cũng như binh sĩ Ukraine sau một năm chủ yếu tác chiến phòng thủ trước đối phương. Nhưng vui sướng chẳng được bao lâu, Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ thất bại hoàn toàn, mất hết toàn bộ chiến tuyến rộng lớn. Câu hỏi đặt ra đối với Ukraine hiện nay là liệu việc tiếp tục tiến công trên lãnh thổ Nga có đáng để đặt cược binh sĩ và thiết bị quân sự hay không, khi những yếu tố này đang rất cần thiết ở mặt trận Donbass, nơi lực lượng của Kiev đang phải vật lộn để ngăn chặn những bước tiến của Nga. Chỉ trong vài ngày, Ukraine đã tiến xa ít nhất 30 km tính từ biên giới. Chúng minh với đối thủ, người dân và đồng minh của mình rằng họ vẫn đang chiến đấu và có thể tạo ra những bất ngờ gây tổn thất lớn cho Nga. Trong những bình luận đầu tiên về cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10 tháng 8 đã mô tả chiến dịch này là nhằm đẩy cuộc xung đột về phía lãnh thổ của Nga. Ông cũng nhấn mạnh Ukraine đang tìm cách gây áp lực lên Nga Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk có rủi ro cao do Ukraine thiếu hụt nhân lực và thiết bị quân sự ở mặt trận Donbass, nơi Nga đang giành được những bước tiến dù chậm nhưng đều đặn và liên tục. Mục tiêu cuối cùng của Ukraine vẫn chưa rõ ràng, trong khi giới chức ở Kiev hạn chế bình luận về chiến dịch này. Các báo cáo của Nga cho rằng Ukraine có thể đạt bước tiến nhanh chóng là nhờ sử dụng thiết bị tác chiến điện tử để phá hủy hệ thống liên lạc của Nga từ đó tạo điều kiện để lực lượng Ukraine nhanh chóng xâm nhập vào lãnh thổ Nga trên các xe bọc thép với sự hỗ trợ của máy bay không người lái UAV tấn công và hệ thống phòng không Ukraine đã giành được các vị trí mà họ có thể sử dụng để cử các đội trinh sát đi thăm dò các điểm yếu khác nhằm khai thác và triển khai các hệ thống pháo binh tấn công sâu vào hậu phương của Nga theo đánh giá hiện tại của Mỹ một trong những lý do khiến Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là để phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga tới mặt trận Kharkov, Nơi quân đội Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công vào đầu tháng 5. Ukraine cũng thể hiện rằng họ có thể lập kế hoạch bí mật và tiến hành một chiến dịch tấn công phức tạp. Sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023, Ukraine đã trải qua một năm trong các chiến hào với các trận chiến tàn khốc chống lại các cuộc tấn công của Nga. Họ đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện chiến lược bằng cuộc tấn công này. John Trung tá nghỉ hưu của lục quân Mỹ hiện là giáo sư về tác chiến tại Học viện Chiến tranh Lục quân cho biết. Không logic về mặt quân sự Ông Nak hoài nghi về logic quân sự của chiến dịch này vì nó gây áp lực rất lớn lên các tuyến phòng thủ của Ukraine ở những nơi khác. Ông cho biết Ukraine có thể muốn gửi thông điệp tới Mỹ, quốc gia hỗ trợ nhiều nhất cho Kiev, trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Ukraine muốn thu sự chú ý đến cuộc tấn công qua biên giới này, điều đó có thể nói lên rằng người ukraine vẫn còn sức chiến đấu ông đắc nhận định mỹ cho biết họ không được thông báo trước về chiến dịch của ukraine tấn công tỉnh kodosk chính quyền biden kêu gọi phản đối các cuộc tấn công quân sự của ukraine và nga các quan chức mỹ cho biết cuộc tấn công của ukraine không vi phạm các quy tắc của mỹ cho việc sử dụng vũ khí do washington cung cấp tuy nhiên một người bày tỏ lo ngại việc tiêu diệt lực lượng nga trên lãnh thổ của họ có thể khiến điện kremlin đáp trả mạnh mẽ cụ thể là một loạt tên lửa lớn nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Franz Stefan Gadi, nhà phân tích quân sự tại Viên cho rằng, Giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công vào tỉnh Kursk phụ thuộc vào lực lượng dự bị mà mỗi bên có sẵn và cách thức triển khai lực lượng đó. Ukraine sẽ cần triển khai thêm nhân lực và nguồn lực quân sự để duy trì đà tiến trên đất Nga, trong khi Moscow sẽ muốn phản công nhanh chóng và sử dụng hỏa lực áp đảo, bao gồm cả bom lượn lớn nếu khu vực trở thành một tiền tuyến tĩnh. Theo ông Gadi, vấn đề chính với chiến dịch này là nó không thay đổi được những vấn đề cơ bản trên tiền tuyến ở Donbass, nơi Nga đang tiến quân, mặc dù chậm, trong khi Ukraine yếu thế và ít quân hơn. Chiến dịch ở Kursk đòi hỏi nguồn lực đáng kể, đặc biệt là lực lượng bộ binh, trong khi nhu cầu về nhân lực ở những nơi khác trên chiến tuyến cấp bách hơn nhiều. Ông Gadi nhận định, ở Donbass, một số sĩ quan từ các lữ đoàn của Ukraine cũng đặt câu hỏi về sự khôn ngoan khi điều động lực lượng tấn công vào nga, trong khi lực lượng ở tiền tuyến đang rất cần thêm người, mặc dù họ cũng hy vọng điều này có thể kéo lực lượng nga khỏi các mặt trận hiện tại. Chúng tôi không cảm thấy bất kỳ thay đổi nào, ít nhất là cho đến thời điểm này. Nga sẽ không điều chuyển binh sĩ từ tiền tuyến đến Kursk. Họ có lực lượng dự bị. Một sĩ quan Ukraine gần Trujca cho, cho biết đó là lý do nói Ukraine phản logic khi thực hiện chiến dịch tấn công vào Kursk. Ukraine muốn Nga phải điều bớt quân từ chiến trường miền đông trở về bảo vệ biên giới. Nhưng Moscow không làm như vậy. Moscow có những lực lượng dự bị khác bổ sung cho biên giới của họ. Ngược lại, chính Ukraine mới là bên bị kéo mỏng lực lượng. Khi thực hiện tấn công vào Kursk, bỗng nhiên Ukraine phải kéo giãn đội hình, điều quân tới biên giới Nga. Vốn dĩ Ukraine đã thiếu lính ở chiến trường, nay lại chủ động mở mặt trận mới. Các tuyến phòng thủ cũ của họ đang suy yếu trầm trọng. Thời gian tới, một đòn đánh đủ lớn và chính xác của Nga sẽ khiến toàn bộ đội hình Ukraine tan vỡ. Vậy phía Nga phản ứng như thế nào về chiến dịch này của Ukraine? Ai cũng biết rằng cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Chìa khóa để chiến thắng là tiêu hao với tốc độ chậm hơn đối thủ của bạn. Thị trấn hay thành phố nào nằm trong tầm kiểm soát không quan trọng lắm. Mọi thứ sẽ được quyết định bởi ai là người cạn kiệt nguồn lực trước. Theo các chuyên gia, sau khi phục hồi từ những bước lùi ban đầu, nền kinh tế Nga đã thích nghi với tình trạng thời chiến. Với mức chi tiêu khoảng 7% GDP, đất nước có thể duy trì cuộc chiến lâu dài. Nga có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc tuyển quân, nhưng việc này ít nghiêm trọng hơn nhiều so với Ukraine. Quỹ đảo này có thể sẽ ngày càng bất lợi cho Ukraine, khiến việc Kyiv liều lĩnh muốn phá vỡ luật chơi của Nga là điều dễ hiểu. Từ quan điểm của giới lãnh đạo Nga, việc bám sát chiến lược chiến dịch quân sự đặc biệt có nghĩa là không nên tập trung quá nhiều vào các sự kiện ở Kursk để tránh mắc mưu của Kiev. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy. Moscow không thể bỏ qua hành động của kẻ thù. Đây không chỉ là việc hợp pháp hóa về mặt chính trị những gì trước đây không thể chấp nhận được. Đó là về cuộc đột kích vào Suza, buộc Bộ Tổng Tham mưu Nga phải xem xét lại an ninh của 1.000 km đường biên giới chung với Ukraine, với cảnh báo rằng những sự kiện tương tự có thể xảy ra ở bất cứ đâu dọc theo biên giới có ba kịch bản tiềm tàng cho diễn biến tiếp theo ở Kursk. Thứ nhất, Nga có thể chuẩn bị một lực lượng đặc nhiệm để thực hiện chiến dịch xuyên biên giới của riêng mình, bằng cách mở mặt trận thứ hai chính thức có thể nhắm vào Sumy hoặc thiết lập một vùng đệm tương tự như ở Kharkov. Đây sẽ là phương án đáp trả quyết liệt nhất của Moscow. Nó không chỉ đảm bảo an ninh cho Kursk và các khu vực lân cận, mà còn đưa ra câu trả lời rõ ràng và trực tiếp cho cuộc đột kích của Ukraine. Nhưng nếu không tổ chức huy động thêm quân Moscow có thể thiếu sức mạnh cho mặt trận thứ hai. Việc duy trì tiền tuyến dọc theo giải biên giới kéo dài đòi hỏi một lực lượng khá lớn, vốn có thể cần thiết ở những nơi khác. Thứ hai, Kiev có thể có một số lữ đoàn mới được huấn luyện tốt và được trang bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công mới vào các vùng khác của Nga. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Kiev có lực lượng như vậy, các nguồn tin phương Tây đã chỉ ra rằng ba lữ đoàn tham gia cuộc đột kích gần đây đều là lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu của Ukraine không tham gia ở mặt trận. Ngay cả khi điều này không đúng, Nga vẫn nắm lợi thế về quân số. Ukraine mất đi yếu tố bất ngờ và do đó cơ hội thành công cho lần tấn công tiếp theo nếu có sẽ thấp hơn. Cuối cùng, kịch bản thứ ba dường như rất có thể dựa trên quan điểm của Điện Kremlin, vô hiệu hóa các hành động của Kiev bằng các nguồn lực sẵn có, giải tỏa khu vực biên giới nơi các đơn vị Ukraine xuất phát và ngăn chặn đột phá ở nơi khác. Điều này cho phép Nga tiếp tục chiến lược mà họ tin là có lợi nhất. Trong trường hợp này, khu vực biên giới sẽ trở thành một vùng chiến sự tích cực khác và việc không có đòn trả đũa quyết liệt cho phép Kyiv thay đổi danh giới đỏ và ít nhất thành công một phần. Việc Nga dựa vào lực lượng hạn chế và từ chối rút bớt số lượng khỏi chiến trường Donetsk sẽ đồng nghĩa hoạt động bảo vệ vùng biên giới Kursk có thể kéo dài.